Xin chào toàn thể các em. Ở bài ngày hôm trước, chúng ta đã nghiên cứu cái dạng số 2 về nhận dạng đồ thị hàm số. Đó là nhận dạng đồ thị hàm số bậc 4 trùng phương y bằng x mũ 4 cộng b bình phương cộng c với a khác 0. Thì bài ngày hôm nay chúng ta chuyển sang dạng số 3 là nhận dạng đồ thị hàm số phân thức y bằng x cộng b trên x cộng d với điều kiện là ad trừ bc khác 0 và c khác 0. Nào, sau đây chúng ta chuyển sang dạng số 3. Dạng số 3. Là nhận dạng đồ thị hàm số phân thức đồ thị hàm số thầy viết tắt nhá. Y bằng AX cộng B trên CX cộng D với điều kiện đây là AD trừ BC khác 0 và C khác 0. Thì chúng ta nhớ lại tập xác định của hàm số này là D bằng R trừ đi điểm trừ D trên C và Y phẩy, tức đạo hàm của hàm số này bằng AD trừ BC chia cho CX cộng D tất cả bình phương. Thì dấu của Y phẩy lúc này phụ thuộc vào dấu của tử số, tức là dấu của AD trừ BC. Chúng ta thấy AD trừ BC thì khác 0. Chính vì vậy nên AD trừ BC luôn dương hoặc luôn âm với mọi x thuộc vào tập xác định. Từ xuất phát từ cái y phẩy này thì chúng ta sẽ có hai cái dạng chính của đồ thị hàm số này. Sau đây chúng ta nhắc lại về dạng tổng quát của đồ thị hàm số. Các em quan sát lên trên bảng. Đây là dạng tổng quát của đồ thị hàm số y bằng x cộng b trên x cộng d. Ở đây thầy chia ra làm hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là tương ứng với y phẩy lớn hơn 0 với mọi x thuộc d, tức là hàm số đồng biến trên từng khoảng của tập xác định. Thế khi hàm số đồng biến trên từng khoảng của tập xác định thì đồ thị gồm có hai nhánh đi lên từ trái qua phải và bám sát vào hai đường tiệm cận. Đây đường tiệm cận đứng và đây là đường tiệm cận ngang. Để chúng ta quan sát thấy đây, đồ thị gồm hai đường liên tục đi lên từ trái qua phải và hai cái nhánh này đối xứng nhau qua giao điểm hai đường tiệm cận. Đây trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai tương ứng với y phẩy nhỏ hơn 0 với mọi x thuộc tập xác định, tức là hàm số nghịch biến trên từng khoảng của tập xác định thì đồ thị hàm số gồm có hai nhánh đi xuống từ trái qua phải và hai nhánh này bám sát vào đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang và hai nhánh này thì đối xứng nhau qua giao điểm hai đường tiệm cận. Thì giao điểm hai đường tiệm cận lúc này chính là tâm đối xứng của đồ thị hàm số. Thế đây là hai cái dạng chính của đồ thị hàm số y bằng x cộng b trên x cộng d. Thế thì khi người ta cho cái hàm số dạng y bằng x cộng b trên x cộng d thì đồ thị chỉ rơi vào hai cái dạng như ở trên bảng để giúp chúng ta nhận dạng được đồ thị hàm số. Thế thì với cái đồ thị như thế này thì ta sẽ nhận dạng hay ta tìm dấu của các hệ số A, B, C, D như thế nào? Thì ở đây chúng ta sẽ tìm dấu theo các cặp AB, AC, AD, BC và CD. Và để xác định được dấu của các cặp hệ số đó thì chúng ta chuyển sang phần tiếp theo. Để xác định được dấu của các cặp số AB, AC, AD, BC, BD và CD thì chúng ta phải dựa vào một số dấu hiệu như sau. Cái dấu hiệu thứ nhất là chúng ta dựa vào vị trí của đường tiệm cận đứng.
tiệm cận đứng là x bằng trừ d trên c. Thế thì dựa vào vị trí tương đối của đường tiệm cận đứng so với trục ô y thì sẽ suy được dấu của cái tích CD. Thầy lấy ví dụ như sau. Ví dụ như trong trường hợp này trên hình vẽ, đường tiệm cận đứng x bằng trừ d trên c làm bên phải của trục OI thì thầy suy ra là trừ d trên c lớn hơn không, tức là d trên c nhỏ hơn không, suy ra CD là trái dấu. Vậy dựa vào vị trí đường tiệm cận đứng thầy sẽ suy được dấu của tích CD. Cái dấu hiệu thứ nhất gọi là một. Cái dấu hiệu thứ hai là thầy dựa vào đường tiệm cận ngang. Đường tiệm cận ngang đây y bằng a trên c. Thế thì dựa vào vị trí tương đối của đường tiệm cận ngang so với trục ô OX để suy ra dấu của tích AC. Thầy lấy ví dụ như trên đồ thị này. Ta thấy đường tiệm cận ngang y bằng a trên c nằm phía trên trục OX thì suy ra là a trên c dương, tức tích AC dương. Vậy dựa vào vị trí của đường tiệm cận ngang thì thầy suy được dấu của tích AC. Cái dấu hiệu nhận biết thứ ba đấy là dựa vào giao điểm của đồ thị với trục OX. Cái thứ ba là giao điểm của đồ thị với trục OX. Giao điểm của đồ thị với trục OX tại cái điểm x bằng trừ b trên a và y bằng 0. Thì dựa vào vị trí tương đối của giao điểm đồ thị với trục OX so với vị trí của điểm O thì thầy sẽ suy ra được dấu của tích B nhân A. Thầy lấy ví dụ như sau. Ví dụ như trong trường hợp này, đồ thị hàm số cắt trục OX tại điểm nằm bên trái góc tọa độ O thì suy ra là trừ B trên A là âm, tức B trên A dương, từ đó dẫn tới AB, tích AB dương. Đấy. Vậy, dựa vào vị trí giao điểm của đồ thị với trục OX thì thầy suy ra được dấu của tích AB. Dấu hiệu nhận biết thứ tư đấy là giao điểm của đồ thị với trục OI. Giao điểm của đồ thị với trục OI là tại cái điểm x bằng 0 và y sẽ bằng b trên d. Thì ở đây ta sẽ dựa vào vị trí tương đối của giao điểm đồ thị với trục OI so với góc tọa độ O sẽ suy được dấu của b trên d. Thầy lấy ví dụ như sau. Đây. Ví dụ đồ thị hàm số cắt trục OI tại điểm nằm phía dưới góc tọa độ O thì suy ra B trên D mang dấu âm, tức tích BD âm. Vậy dựa vào vị trí của giao đồ thị với trục OI sẽ suy ra dấu của tích BD. Và đây ta đã xác định được dấu của các cặp số AC, AB, CD, BD. Vậy tổng cộng chúng ta có 6 cặp số, ở đây còn thiếu 2 cặp số. Thế chúng ta chú ý cho thầy này. Thế thì 2 cặp số còn lại thì xác định như thế nào? Ví dụ như là dấu của cái cặp số AD thì ta xác định thế nào? Thì để xác định dấu của cặp số AD thì thầy có thể dựa vào cái dấu hiệu 1 và dấu hiệu 2. Vậy khi biết dấu CD, biết dấu AC thì thầy sẽ nhân vào. Nhân vào thì sẽ xuất hiện là C bình phương nhân AD. Thì sẽ suy được dấu của C bình nhân AD, từ đó suy ra dấu của A nhân D. Tức là như sau, thầy dựa vào cái dấu hiệu 1 và 2 thì sẽ suy được rằng, dựa vào 1 và 2 này thì suy ra cái dấu của
nhân nó vào với nhau. C bình nhân AD. Từ đó suy ra dấu của AD. Thì C bình phương thì luôn dương. Đấy, có thể dựa vào 1 và 2. 1, 2. Để suy ra dấu của AD. Thế ngoài ra chúng ta cũng có thể dựa vào 3, 4. Đây, có thể dựa vào 3, 4 nhé. Dựa vào 1, 2 hoặc là 3, 4. Đấy, dựa vào 1, 2 và 3, 4 thì cũng suy ra được dấu của AD. Tại sao dựa 3, 4? 3, 4 thì thầy lấy 3 nhân với 4 thì thầy suy được rằng đấy, 3 nhân với 4. Thì chỗ này thầy được là B bình, dấu của B bình phương nhân với AD. Từ đó sẽ suy được dấu của AD. Vậy có cặp số 5, đây sang cặp số 6. Cặp số 6 ở đây chúng ta còn thiếu cái cặp là BC, đúng không? Cặp BC. Đúng không? Có AB rồi, AC rồi, AD rồi, BD rồi. Vậy còn thiếu cặp BC. Thế thì cái thứ 6, để xác định được dấu của BC thì thầy lấy 2 nhân với 3. Đây, dựa vào 2 và 3. 2 và 3. Thế khi lấy tích AC nhân với tích AB thì thầy suy được là dấu của đấy, dấu của đây, A bình phương nhân với BC. Từ đó suy ra dấu của cái tích BC. Đấy. 2, 3. Hoặc có thể dựa vào dấu hiệu 1 và dấu hiệu 4. Đấy. 1 và 4. 1, 4 nhá. Thì thầy lấy CD nhân với BD. Thì thầy được là dấu của D bình phương nhân BC. Dấu của D bình phương. D bình phương nhân với BC. Từ đó thầy suy ra dấu của BC. Vậy đây là các dấu hiệu dùng để nhận biết dấu của các cặp số AB, AC, AD, BC, BD và CD. Thế sau đây chúng ta vận dụng vào làm cho thầy một số ví dụ như sau. Thế chúng ta đi vào câu số 1. Người ta cho đường cong của hình bên là đồ thị hàm số dạng y bằng x cộng b trên x cộng d. Người ta hỏi mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng. Thế chúng ta thấy ngay, đồ thị gồm hai nhánh bám sát đường tiệm cận, đối xứng nhau qua giao hai đường tiệm cận. Vậy đây đúng là đồ thị của cái hàm mà y bằng x cộng b trên x cộng d rồi. Thế thì đồ thị này đi xuống từ trái qua phải, đi xuống từ trái qua phải, thì suy ra được rằng cái hàm số này là hàm số nghịch biến trên từng khoảng của tập xác định, tức y phẩy âm. Thế đối chiếu với đáp án nên ta loại đáp án D, loại đáp án B. Tiếp tục ta thấy đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là x bằng 1, thì suy ra được rằng y phẩy nhỏ hơn 0 với mọi x khác 1, nên thầy sẽ chọn đáp án C. Câu số 2 là đường cong trong hình là đồ thị của hàm số nào dưới đây. Thì chúng ta quan sát cái đồ thị này rõ ràng là đồ thị của hàm số phân thức dạng y bằng x cộng b trên x cộng d. Nên đây trong các đáp án A, B, C, D thầy sẽ loại đáp án D do nó hàm bậc 3, loại đáp án C do đây là hàm số bậc 4 trùng phương. Vậy đây còn đáp án A và đáp án B. Thế chúng ta lại dựa vào các dấu hiệu mà chúng ta vừa học. Trước tiên dựa vào đường tiệm cận đứng. Tiệm cận đứng là đường thẳng x bằng
trừ 1. Đây đường tiệm cận đứng x bằng trừ 1. Thế chúng ta thấy đáp án A, tiệm cận đứng đồ thị hàm số là x bằng trừ 1. Đáp án B, đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số cũng x bằng trừ 1. Vậy dựa vào tiệm cận đứng, ta chưa lựa chọn được đáp án. Tiếp theo, dựa vào tiệm cận ngang. Dựa vào tiệm cận ngang. Dựa vào tiệm cận ngang. Chúng ta quan sát trên đồ thị, đường tiệm cận ngang đây là y bằng 1. Thế ở trong hai đáp án, đáp án A, đường tiệm cận ngang là y bằng 1. Đáp án B là đường tiệm cận ngang y bằng trừ 1. Vậy lúc này thầy sẽ loại đáp án B và lựa chọn đáp án A. Vậy đối với câu số 2 thì thầy chỉ dựa vào dấu hiệu nhận biết thứ 2. Chúng ta sang câu số 3. Ở ví dụ số 3, chúng ta quan sát. Người ta hỏi hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào? Thế thì đây rõ ràng là đồ thị của hàm số phân thức y bằng x cộng b trên c cộng d. Thế bây giờ chúng ta sẽ dựa vào các dấu hiệu đã học để lựa chọn đáp án. Dấu thứ nhất là dựa vào đường tiệm cận đứng. Ở đây tiệm cận đứng của đồ thị hàm số, dựa vào đồ thị chúng ta thấy ngay đường tiệm cận đứng đây là x bằng trừ 1, x bằng trừ 1, x bằng trừ 1. Ta quan sát, x bằng trừ 1, ta loại đáp án D, vì đáp án D đường tiệm cận đứng là x bằng 1, vậy loại đáp án D. Tiếp tục chúng ta sang dấu hiệu nhận biết thứ hai là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số. Đây chúng ta quan sát, đây là số 2, vậy đường tiệm cận ngang là y bằng 2. Đường tiệm cận ngang y bằng 2. Thế quan sát ở các đáp án. Đáp án A, đường tiệm cận ngang là y bằng 1. Vậy thầy loại đáp án A. Đáp án B và C thì các đường tiệm cận ngang đều là y bằng 2. Vậy lúc này thầy sẽ còn đáp án B và đáp án C. Chúng ta tiếp tục sang đến dấu hiệu nhận biết thứ 3 là giao của đồ thị với trục OX. Giao của đồ thị với trục OX tại cái điểm này. Giao của đồ thị trục OX tại cái điểm mà nằm bên trái của góc tọa độ O. Thế bây giờ ta xét đến đáp án B và đáp án C. Ở đáp án B thì giao với trục OX là tại cái điểm trừ 1 phần 2, 0. Cho y bằng 0, thì x sẽ bằng trừ 1 phần 2. Còn đối với đáp án C, cho y bằng 0 thì x sẽ bằng 3 phần 2, 0. Thế thì ta loại ngay đáp án C, vì giao của đồ thị với trục OX lại nằm bên phải so với góc tọa độ O, nên thầy loại đáp án C. Và câu số 3 thầy chọn đáp án B. Đối với câu 3 thì ta dựa vào dấu hiệu nhận biết thứ 3, tức là dựa vào 3 cái dấu hiệu nhận biết. Tiếp theo chúng ta sang câu thứ 4. Chúng ta chuyển sang câu số 4. Thì cho hàm số y bằng x cộng b trên c cộng d có đồ thị như hình vẽ. Thì khẳng định nào sau đây đúng? Thế ở đây người ta cho đồ thị, yêu cầu chúng ta nhận biết dấu của các cặp số. Thì để làm được thì chúng ta vẫn dựa vào các dấu hiệu mà chúng ta đã học. Thì trước tiên chúng ta đi theo tuần tự. Cái thứ nhất là dựa vào đường tiệm cận đứng. Ở đây tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. Đây, thầy viết dịch ở đây nhá. Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là đường x bằng trừ d trên c. Đấy, x bằng trừ d trên c. X bằng trừ d trên c, đây đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số nằm ở bên trái so với trục OI. Thì suy ra trừ d trên c
nhỏ không. À, trừ d trên c nhỏ không, tức là d trên c lớn không, hay tích cd là lớn không. Đấy là tiệm cận đứng. Cái dấu hiệu thứ hai là ta dựa vào tiệm cận ngang. Tiệm cận ngang. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là đường thẳng y bằng a trên c. Thế thì đây là đường tiệm cận ngang. Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số chúng ta thấy nằm phía trên trục ox, thì suy ra được rằng a trên c là dương, hay tích ac dương. Tích ac dương. À, dừng lại quan sát một chút xem đã loại được đáp án nào chưa. CD dương AC dương. CD dương A AC dương. Nếu quan sát ở đáp án thì chúng ta vẫn chưa loại được đáp án nào. Chúng ta sử dụng tiếp đến dấu hiệu tiếp theo là giao của đồ thị với trục OX. Giao đồ thị với trục OX thì thầy cho Y bằng 0 thì X sẽ bằng trừ B trên A. Thầy cho Y bằng 0, X bằng trừ B trên A. Trừ B trên A và 0. Thế chúng ta thấy giao của đồ thị với trục OX đây, nằm bên phải góc tọa độ O, từ đó dẫn tới cái trừ B trên A là lớn hơn 0. Trừ B trên A lớn 0 tức là B trên A nhỏ hơn 0, hay suy ra được rằng AB là trái dấu. Đấy, AB trái dấu. AB trái dấu, AB nhỏ hơn 0. Chúng ta quan sát. À, hiện tại vẫn chưa loại được cái đáp án nào. Bây giờ dựa vào dấu hiệu thứ tư là giao đồ thị với trục OI. À, giao của đồ thị với trục OI thì cho x bằng 0 thì y sẽ bằng b trên d. Ta dựa vào vị trí tương đối của cái điểm 0 và b trên d so với góc tọa độ O. À, ta thấy giao với trục OI cũng tại cái điểm nằm phía dưới góc tọa độ O. Từ đó thầy suy ra được rằng b trên d nhỏ hơn 0, tức là BD trái dấu, BD âm. À, quan sát. À, trong các đáp án thì cũng không xuất hiện BD, đúng không? Nên chúng ta vẫn chưa loại được đáp án nào. Thế là xác định được dấu các cặp số CD, AC, AB và BD rồi mà vẫn chưa loại được đáp án, thì chúng ta lại phải tiếp tục đi xác định dấu các cặp số tiếp theo. Thì thầy dựa vào cái dấu hiệu 1 và 2. Dấu hiệu 1 và 2. Dấu hiệu 1 và 2. Thì thầy suy ra dấu của AD, tức là từ 1 và 2. Từ 1 và 2. Thì thầy suy ra được rằng đây, thầy nhân 2 này lại, thầy được là C bình phương nhân A nhân D lớn 0. Từ đó suy ra tích AD lớn 0. À, tích AD lớn 0 thầy xuất hiện ở đáp án rồi. Đây, đáp án C, đáp án D. Tích AD dương. Còn ở đáp án A và B thì tích AD âm. Vậy thầy loại đáp án A và loại đáp án B. Thế bây giờ, trong đáp án C và D thì lại xuất hiện tích của BC. À, chúng ta quan sát tích BC chưa có. Bây giờ ta phải làm xuất hiện cái tích BC. Để xuất hiện tích BC thì chúng ta sẽ dựa vào dấu hiệu 2 và dấu hiệu số 3, đây là số 3. Dấu hiệu 2 và dấu hiệu 3. Thế từ 2 và 3. Thầy nhân hai này với nhau thì thầy được là A bình phương nhân BC. Đây, A bình phương nhân BC nhỏ hơn 0. Từ đó dẫn tới BC nhỏ hơn 0. Đấy, BC nhỏ hơn 0. Thế tích BC âm. À, tích BC âm và đáp án D là BC dương. Vậy loại đáp án D. Vậy cuối cùng thầy sẽ chọn đáp án C. Sang câu số 5. Sang câu số 5 người ta cho đồ thị hàm số Y bằng X cộng B trên C cộng D như hình vẽ. Biết rằng hệ số A là số thực dương. Hỏi trong các số BCD có tất cả bao nhiêu số dương. Trong các số BCD có tất cả bao nhiêu số dương. Thế để làm được thì cũng dựa vào các dấu hiệu theo tuần tự như vừa rồi. Thế trước tiên chúng ta dựa vào dấu hiệu thứ nhất là đường tiệm cận đứng. Đây, tiệm cận đứng nhá. Tiệm cận đứng là đường
x bằng trừ d trên c. Đây chúng ta quan sát này, đây đường tiệm cận đứng, đây đường tiệm cận ngang, đây đường tiệm cận đứng này. X bằng trừ d trên c nằm bên trái của trục ô y, thì suy ra được rằng trừ d trên c là nhỏ hơn không, tức là dc lớn không. À, vẫn chưa biết dấu của d và c. Tiếp tục dựa vào dấu hiệu tiếp theo. Tiệm cận ngang, tiệm cận ngang là đường y bằng tiệm ngang đường y bằng a trên c. À, a trên c, đường a trên c, a trên c. Đây, đường a trên c đây, đường tiệm cận ngang nằm phía trên trục OX thì suy ra a trên c là dương, tức a trên c dương, tức AC dương, AC dương, à AC dương, AC dương, mà đề bài người ta lại cho là A dương, thì từ đó thầy suy ra được là C dương, đấy, C dương, C dương, à C dương mà DC dương, vậy từ đấy thầy cũng suy được là D dương, vậy từ hai chỗ này thầy suy ra được rằng D dương. Và đây thầy xác định được dấu của C, dấu của D và đã biết dấu của A rồi. Thế bây giờ thầy chỉ cần phải tìm dấu của B. Dấu của B. Thế thầy lại sang dấu hiệu tiếp theo. Dấu hiệu tiếp theo là giao của đồ thị với trục OX. Giao đồ thị trục OX. Thế giao đồ thị với trục OX, thầy cho y bằng 0 thì x nó sẽ là trừ b trên a 0. Trừ b trên a 0. Thế đây, giao đồ thị với trục OX đây là điểm nằm phía bên phải của góc tọa độ O. Thế thì suy được rằng trừ b trên a lớn 0. Trừ b trên a lớn 0 tức là b trên a nhỏ 0 hay ab nhỏ 0. AB nhỏ 0 mà đề bài cho A dương, cho A dương thì từ đó dẫn tới B âm. Đấy. Vậy cuối cùng thầy được C dương, D dương. Vậy trong 3 số BCD có 2 số dương nên lúc này thầy chọn đáp án B. Thế vừa rồi là 5 ví dụ minh họa cho bài toán nhận dạng đồ thị hàm số y bằng ax cộng b trên x cộng d. Thì vừa rồi thầy thường làm tuần tự theo các bước là gì nhỉ? Dựa vào tiệm cận đứng, dựa tiệm cận ngang, dựa vào giao điểm với trục OX, dựa vào giao điểm với trục OY để tìm ra dấu của các cặp số AB, AC, AD, BC, BD và CD. Thì vào bài toán thực tế thì các em có thể không cần phải làm tuần tự như thầy. Đây thầy làm tuần tự để các em nắm được cái quy trình của bài toán. Còn vào bài toán thực tế thì chúng ta có thể không cần dựa vào cái tuần tự đấy mà chúng ta lựa chọn cái dấu hiệu nào phù hợp với đề bài người ta yêu cầu. Thế tóm lại, để nhận dạng được đồ thị cái hàm số y bằng ax cộng b trên c cộng d với điều kiện ad trừ bc khác 0 và c khác 0 thì các em phải dựa vào các dấu hiệu. Thứ nhất là vị trí của đường tiệm cận đứng, thứ hai vị trí của đường tiệm cận ngang, thứ ba là giao điểm, tức là vị trí của giao điểm đồ thị với trục OX, thứ tư là vị trí giao điểm của đồ thị với trục OY. Ngoài ra thì chúng ta có thể dựa vào dáng của đồ thị, tức là đồ thị đi lên hay đi xuống để nhận dạng đồ thị hàm số. Thì bài ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.